Hello anh chị nha, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bà con thân thương trên kênh YouTube nha. Em lại về con Matiz sản xuất năm 1999 anh chị ạ. Đây là form dáng 72M 5955. Xe này mua có mấy chục triệu à, mua về để về chạy thôi, bên em làm giấy bao tranh chấp cho anh chị nha. Đó, form dáng của Matiz nè, màu đỏ bọc đô anh chị nha. Đồng sơn phong dáng đây có 50 mấy triệu à, bốn vỏ mới nha, bốn vỏ mới còn được 70%. Con này đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020 anh chị nha. Màu đỏ bọc đô đây, bốn mâm đúc, bốn cánh cửa rất liền lẹt, không có dấu hiệu là cứng đụng tông tông vai nha. Dòng này là dòng xe tập chạy tập lái, anh chị mua về anh chị chạy thôi. Đây là có cái chỗ này nó bị chóc sơn nè, bị chóc ra Trường Anh cũng chưa cho đi dặm nữa, tại vì vừa mới tẩy rửa xong anh chị ạ. À, nó có một hai chỗ nhỏ nhỏ thôi nha, chỗ đó thì để Trường Anh làm lại hết cho anh chị nha. Nó phong dáng của Matiz nè, nè vỏ bít vẫn còn tương đối nè, được 70% nè anh chị thấy không, vỏ là mâm đúc nè, nó gầm bề trong nè, không có một xíu mục mọt anh chị nha. Trước kính bấm sau là quay tay, trợ lực có anh chị nha. Đó, dòng xe tập chạy tập lái thôi, vừa mới tẩy rửa bên công nghệ 4.0 xong, ghế sạch sẽ lắm, tắp bi nè, đó là được cái nó rin, nó không cứng đột nha, keo chỉ nè anh chị coi nè, keo chỉ rin bốn cánh nè, đẹp như nhau nhá. Đây anh chị ạ, ghế nội thất của em nó đây nè. Đây là phần tắp lô nè, không có dấu hiệu là khoan đục hay là tông vai trên chiếc xe đâu, ghế sạch sẽ không có mục mọt rách rưới gì nha. Nè, chủ nhà ta đã đồ kính bấm rồi nè, trước là hai kính bấm đang hoạt động ổn định hết nha. Keo chỉ trong nách nè anh chị coi, phần keo chỉ trong nách nè, không mất phân nào luôn nè. Đó chị thấy keo chỉ trong nách không, nó mua về chỉ nắng chỉ mưa thôi. Đặc biệt là những anh chị nào mà mới chạy xe mua về là chạy rất là ok. Đó, keo chỉ đó anh chị, đăng kiểm còn rất là sâu, tháng 7 năm 2020 nhé. Đó là con Matiz đó, biểu tượng bốn cánh Daegu, không có dấu hiệu là thay thế, phía sau là bắt kẽn dê hết rồi, gầm bề ở trong là không có một tí mục mọt đâu anh chị ạ. Em quay nhanh cái clip này luôn nha, chưa giờ đói quá, không có ăn cơm gì hết, làm xe từ sáng giờ. Đây là trải nghiệm cùng với những anh vô phần máy nè, quay nhanh luôn đi cho nó xong, đói bụng quá. Nách cửa nè anh chị, có phần nách cửa nè, nó keo chỉ trong nách rất liền lẹt, không có dấu hiệu là xét rỉ trên con xe đâu. Đây là phần tắp lô nè, đó tắp lô trên con xe đây nè, không có một dấu hiệu là khoan đục luôn nha anh chị nha. Nói cùi cùi của cổ thôi, chạy ngon lắm, đề phát nổ có, nó đề phát rồi, trợ lực rồi, có trợ lực anh chị nha, ngồi một chỗ có thể xe vô lăng luôn. Đây nè anh chị, máy lạnh nè, đóng phần máy lạnh cho chị coi nè, con này là trợ lực theo xe nhé. Trang bị cho em nó một cái màn hình nghe nhạc CD thông thường nhé, nó mua về là chạy thôi. Máy lạnh mở phát có lạnh ngắt rồi nè, nó máy lạnh có lạnh rồi nha anh chị nha, hết luôn vườn máy nè, đèn còi đầy đủ trên con xe hết rồi, bốn kính bấm đây nè anh chị ạ. Đây nè, đó anh chị thấy kính bấm không, kính bấm nó mọi thứ chức năng đang hoạt động hết. Hai cánh trước là đồ kính bấm hết toàn bộ rồi nha, chân là chân nỉ. Đây là kính bấm nè, đèn còi đầy đủ hết, không thiếu món gì. Test luôn phần máy cho anh chị coi cho nó nhanh nha. Đây là phần keo chỉ của bốn cánh nè, đây là phần keo chỉ nè. Đó, không có dấu hiệu tác động tông ve đâu, chất đóng cửa rất là liền lẹt nhé, máy nổ êm lắm. Đây là máy đang hoạt động anh chị ạ, máy nổ rất là chất nhé, để cho anh test phần máy cho anh chị coi nhé. Đây là phần máy nè, máy cũng đã đi qua tẩy rửa hết rồi, máy nè,
có xíu đồ hơi. Đây nè, xe nè, không có một xíu đồ hơi luôn nhá. Mua về là chạy thôi. Máy móc đây rửa sạch sẽ lắm. Đó, sóng dằn trước nè, không có dấu hiệu lực cứng được xông vai lên con xe đâu nhé. Nắp cabo nè, đây để cho anh quay quay luôn phần gầm bề nè. Đó, máy đang hoạt động đó. Phần gầm rồi. Đó thì phần gầm không? Phần gầm mới tinh rồi. Đó phần gầm xe nè. Không có một xíu mục mọc đâu nha anh chị nha. Đó máy móc nổ hoạt động ok, mua về chạy thôi. Đó dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng nhá. Đó giờ hết phần gầm chưa? Anh chị thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô nhé. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.